Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Học Phật nghe Pháp hành thiền sẽ gặp may mắn, phước báo hồi đáp. Người phước ở đất phước, người không phước có ở đất phước cũng không thể vượng. Trong đó, ngoài hình dạng mảnh đất ngôi nhà thì hàng xóm xung quanh ảnh hưởng lớn đến phong thủy nhà mỗi người. Thời điểm vừa dọn về khu phố mới vô cùng quan trọng, nếu có cơ hội gửi lời chào đến hàng xóm láng giềng. Ngôi nhà, hàng xóm là nhân duyên, thiện duyên hay nghịch duyên còn tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Và chắc chắn chúng ta không thể nào chọn được hàng xóm theo ý của mình. Hàng xóm ồn ào là kiểu hàng xóm khiến bạn khó chịu kinh điển. Họ hát hò, nhậu nhẹt, cãi nhau và cả đóng mở cửa vang cả khu phố. Hàng xóm nuôi động vật, phóng quế không chịu dọn. Hàng xóm để rác lớn qua nhà bạn. Hàng xóm tranh giành phần sân với bạn. Và cả hàng xóm thường sân si với bạn. Vâng, đủ kiểu hàng xóm gây khó chịu. Rơi vào cảnh ngộ này, tức ngôi nhà của bạn giảm đi 3 đến 5 phần phong thủy tốt. Tất cả những người làm ta khó chịu do ta nợ họ. Nếu bạn sân si lại với họ, chẳng khác nào oán chồng oán, nghiệp chồng nghiệp. Sự khó chịu với hàng xóm khiến tinh thần của bạn tù túng, mất đi sự an lạc trong chính ngôi nhà của mình. Không khéo có thể xả cơn giận lên những người thân trong nhà của mình. Cả khu phố náo loạn, tranh giành từng ô gạch không phải là nơi có phong thủy tốt. Nhưng bạn chưa thể dọn đi nơi khác được. Điều duy nhất có thể làm là dùng tâm thiện để hóa giải. Hàng xóm khó chịu, bạn phải chịu khó. Họ khó ưa thì ta ráng ưa họ. Họ lấn một bước, ta lùi một bước. Vì lùi một bước, biển rộng trời cao. Họ là Bồ Tát thị hiện cho bạn tu pháp nhẫn nhịn. Mỗi lần gặp mặt nên gật đầu chào và cất tiếng cười. 10 phần oán giận ít nhất cũng giảm đôi 3 phần. Hàng xóm bất thiện, bạn chưa thể dời nhà đi nơi khác. Bạn không thể dùng pháp bất thiện để hóa giải. Tức là bạn ôm vào lòng mình những phiền não. Giả dụ nếu bạn dời nhà đi nơi khác, bạn cũng không thể chắc chắn rằng ở mảnh đất mới có xuất hiện những hàng xóm khó chịu nữa không. Nếu bạn dùng tâm Bồ Tát, dùng tâm thông cảm với những hàng xóm khó chịu là cách bạn tự buông bỏ những tiêu cực trong tâm trí của mình. Làm được như vậy, bạn mới có cơ hội chuyển hóa mảnh đất không tốt thành mảnh đất phước. Vì đất phước, người phước ở. Đất không phước nhưng người có tâm thiện vẫn có thể chuyển hóa đất phước sau một thời gian sinh sống. Các bạn hãy nhớ hành thiền mỗi ngày 10 phút trước khi đi ngủ. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Mời các bạn xem video vào mỗi cuối tuần trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.